Chào các bạn, hôm qua mình có gửi đến mọi người video về chiếc Nokia N1, một sản phẩm khả năng cao trong thời gian tới sẽ gây sốt. Có nhiều bạn yêu cầu mình hãy so sánh với cả chiếc Mi Band 2 đi, thì mình rất là sẵn lòng. Tuy nhiên thì mình chỉ có thể tìm được chiếc Mi Band 2 bản Windows 10 mà thôi. Dù sao, đây cũng là một chiếc máy tính bảng đáng chú ý ở mức giá tầm hơn 5 triệu đồng một chút, nên hôm nay mời các bạn cùng với mình mở hộp và đánh giá nhanh chiếc tablet này. Bên ngoài chiếc Mi Band là hộp máy khá đơn giản, dù là phiên bản chạy Windows 10, nhưng mặt trước lại là hình ảnh của nền tảng MIUI. Phải quay ra đằng sau chúng ta mới thấy được dòng chữ Windows 10 rất là nhỏ. Bên trong đương nhiên là chiếc Mi Band 2, phía dưới là củ sạc và cáp USB Type-C. Giống như chiếc Nokia N1, cảm giác cầm Mi Band 2 trên tay chắc nịch và cao cấp. Trước đây vốn chỉ có những dòng máy tính bảng iPad mới đem lại cảm giác xịn. Còn bây giờ, ngay cả Nokia N1 hay là chiếc Mi Band 2 Windows đều có điểm chung như vậy. Chúng ta có một chiếc máy tính bảng với thiết kế nguyên khối này, hoàn thiện từ một miếng nhôm duy nhất. Những đường cắt, những chi tiết nhỏ đều rất sắc sảo. Tuy nhiên thay vì bo tròn như là Nokia N1 thì bốn cạnh của Mi Band 2 làm tương đối sắc. Nếu vô tình chúng ta vuốt ngón tay ra khỏi rìa màn hình thì người dùng sẽ cảm thấy hơi bị cấn. Nói chung là về thiết kế, Mi Band 2 Windows không có gì để phàn nàn. Máy sử dụng chung cấu hình với bản Android, đó là con chip Intel Atom X5 Z8500, lõi từ 2.24GHz. Bộ nhớ RAM đi kèm 2GB cùng với bộ nhớ trong được nâng cấp thành 64GB. Màn hình độ phân giải 1536x2048px bằng với iPad mini 3. Nếu phiên bản chạy Android dùng chip Atom gặp khá nhiều vấn đề về tương thích ứng dụng thì đối với Win 10, đây lại là một con chip cực kỳ tuyệt vời bởi cái nền tảng kiến trúc x86 từ lâu vốn đã được coi là yếu tố bắt buộc để cài được Windows. Chúng ta có thể cài Photoshop, những cái trò chơi ví dụ như Liên Minh Huyền Thoại hay là Chrome mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Và trên những chiếc máy tính bảng hiện nay, chỉ có duy nhất dòng chip Intel mới có khả năng này. Trong quá trình dùng, hiệu năng của máy thể hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, với con chip không có mạnh cộng với RAM chỉ 2GB thì máy chỉ phù hợp với những nhu cầu cơ bản, soạn thảo văn bản hay là những công việc văn phòng đơn giản. Tất nhiên, Mi Band 2 Windows cũng sẽ có camera với độ phân giải lượt đó là 8 và 5 megapixel cho mặt sau với cả mặt trước. Chất lượng có vẻ không được tốt cho lắm. Phiên bản phần mềm chạy trên Mi Band 2 Windows là Win 10 Home 64-bit có thể làm được mọi thứ mà những chiếc laptop hay là PC khác thực hiện được. Chỉ có điều khả năng nhập liệu hơi khó làm quen. Mặc định máy được cài ở chế độ Tablet Mode, chúng ta sẽ phải chuyển sang Desktop Mode thì mới có thể thấy được giao diện Win truyền thống. Điểm trừ của Mi Band 2 đó là nó chỉ có duy nhất một cổng USB Type-C, quá là bất tiện cho việc kết nối với thiết bị ngoại vi. Như vậy thì điểm cộng của Windows lại biến thành điểm trừ trên Mi Band 2. Nếu bản Mi Band Android có giá hơn 3 triệu đồng, thì bản Mi Band 2 Windows này lại lên đến hơn 5 triệu tùy từng nơi bán. Sự chênh lệch này có lẽ là do tiền bản quyền Windows cộng thêm bộ nhớ nâng cấp lên thành 64GB. Tầm tiền này nếu tìm một chiếc máy tính bảng chuyên về công việc văn phòng thì Mi Band 2 rất là bá đạo, nhưng chủ yếu người mua lại dùng máy tính bảng để giải trí, nên có lẽ dòng sản phẩm iPad vẫn là sự lựa chọn truyền thống. Và Mi Band 2 còn phải hạ giá hơn nữa thì